mình đi chợ mình mua đồ nó mình chưa về biết con cá nó còn sống không nè. Sáng nay nó mạnh lắm đó, sáng mạnh không hê, mạnh sáng nó còn dãy, nó còn dãy rồi cọc luôn. Gạo mà sáng giờ không biết còn sáng giờ luôn đó. Hay giỡn được không? Giỡn tiếp không? Tại diện cá này bự. Ồ, còn sống, còn sống. Không, mình giỡn là. Còn sống rồi hay con cá này bự quá trời luôn nha. Con đi lấy cái thao đi nha. Dạ. Lấy thao mình bắt cá nha. Đó, nó còn sống quá nha. Còn kêu. Để bắt ra nha. Cần chắc nó được. Để nó dãy mà hay. Cá hết sức bự luôn. Để cái lòng này xuống luôn đi. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hồi sáng bác Bảy nhà bác Bảy ổng tát vuông á, được con cá nè. Tại vì ổng dài mấy tháng dịch á, ổng tát rồi bây giờ còn lại cỡ chừng mười mấy con vậy đó, rồi bác Bảy đem qua cho hai mẹ cháu. Hồi nãy hai mẹ cháu có đi mua đồ về nấu canh chua á, với còn nấu canh chua có miếng còn miếng mình kho không mình còn miếng cho lại mình kho. Cá bự quá chừng luôn cả nhà, cá này có 4-5 kg á. Cái này 4 kg mấy á, hồi sáng bắt 7 cân là 4 kg mấy. Nhà của ông bác nuôi vuông á cũng nhiều cá lắm mà bán bớt rồi, rồi cái còn đợt dịch này còn mấy con à, rồi cái chia cho hàng xóm người con ăn lấy thảo gì đó. Ở quê mình hiện vậy đó cả nhà, có rồi ăn là hay đem qua nhà hàng xóm cho vậy đó. Vậy bây giờ hai mẹ cháu mần nấu canh chua với cá kho nha, mà cả nhà cùng theo dõi nha. Vậy rồi vô lọc keo bắt nước cho mày rửa cá nha. Thấy không, nó còn vậy. Con cá này là Như. Dạ. Bữa nay mà con cá này nè bác Bảy nuôi lâu á. Dạ. Mà nó có trứng ở trong luôn. Ờ, có trứng, ăn trứng nó ăn đã hôm nay. Dạ. Nó béo béo. Dạ. Có trứng luôn á. Thường thường cá người ta nuôi á, người ta nuôi vừa đúng tuổi người ta bán rồi. Cá lứa là bán con này quá lứa. Cá này quá. Đi còn sót được có mấy con đâu. Đó vậy. Rồi bác Bảy nó hơi cá bự quá thôi cho thằng xóm gần gần người con ăn. Mà ngày không bán ha, dịch này đâu có bán được. Ngồi tới bị lớn rồi không bán được. Con lạc rau luôn á. Con lạc rau đi, bắp cải rồi hồi con sắc nhuyễn nhuyễn mỏng mỏng nha. Nhuyễn nhuyễn á. Mà hai đi lấy muối, mà hai rửa cá. Nghe nhà mình nấu canh chua với lại bắp cải, giá, khóm, cà chua với miếng rau cần nè cả nhà. Tại vì con cá này mình rửa muối nó sạch. Mà hai rửa cá hả? Ừ. Con lạc rau ra rửa cái nè. Nấu canh chua mà có cái hành rau cần này. Ổn rau cần tàu không hai, rau này cái rau cần tàu. Nó sẽ thơm á cả nhà. Nó mình chua bỏ ra cần đó, nó thơm. Dạ. Khóm. Cần tàu này ăn cũng nên thuốc nha, có nhiều thuốc. Như là cần tây á, cả nhà cần mà cọng bự á, là ăn giúp giảm cân hay sao á. Mình thấy mấy chị em hay chia sẻ vậy. Như là ngò ôm. Ngò ôm này cũng trị bệnh được nữa nè. Như người ta đâm ra ta chỉ thuốc ho vậy phong mai. Đúng rồi, chỉ là cần kia ta. Ngò ôm này cũng chỉ ho nó phong. Chỉ ho với với ra cần ô á. Dạ. Như là vậy á, con có nghe. Con chưa có uống. Bữa nay ăn canh chua bắt cơm nữa đó. Với mình kho miếng không hay. À. Mày hơi héo rồi. Tại người ta bán, người ta để ngoài nắng. Bữa nay nắng nữa mà, bữa nay nắng. Bữa nay nắng, người ta bán nó nắng. Để rau nó chịu không nổi luôn á. Rau mình trồng ngoài vườn nó còn héo nữa, nó chi là rau trên sạp. Con cắt cái cọng mặt hàng đó luôn. Trồng năm hai cái đẻ bự bự luôn mà ở đó hái ngoài vườn phải không? Dạ hẳn gàng nó nắng quá sợ nó héo hết, ai ngờ đâu nãy ra thấy cũng còn tươi còn tốt quá trời luôn.
Như ơi, mà gọi con cá nè con. Rồi, mà gọi con cá mệt luôn á. Cá bự quá trời bự. Để mà hai lấy cái nồi cho con kho cá luôn nha. Nè cái nồi nè, hồi con ốp cá con kho nha. Dạ. Đây cả nhà. Cái khứa nó bự ra cả nhà. Tại vì con cá tới 4 kg mấy rồi. Rồi trứng nè. Trứng nè. Nè cá này có trứng nha cả nhà. Đây. Cái đầu của nó nè. Nó bự như cá quá bự giống ha. Ừ. Đó giờ mới thấy cá bự gì luôn á. Nè. Tại vì con cá này nuôi lâu á. Dạ. Dịch bệnh này bán không được. Rồi nuôi để lâu á. Cái này thịt cá này chắc nó dai, nó dẻ lắm luôn á. Kho khứa nào đâu mà hay để vô con ốc. Kho khứa nhỏ nhỏ thôi. Hai mẹ cháu mình cũng ăn mới là còn ít chừa lại đi mơi ăn. Chứ ăn nhiều ăn hết. Quá là để cái khứa kia vô cái thanh chảo luôn. Kho hai khứa thôi. Dạ. Ướp vô miếng đường nha. Để mà hai lấy nước màu lại cho con nha. Dạ. Hai mới thắng luôn. Ướp miếng mặt ngọt. Nước màu nè, chút xíu hai nước màu giùm con đi. Mới thắng là nhà hết nước màu, mới thắng nước màu luôn. Mà hai mới thắng muốn hỏi luôn. Nó đỏ nha. Dạ. Em lấy cái đũa trộn lên cái. Nè lấy đũa này luôn nè con. Cái đũa này nãy thắng nước màu nè. Ngon quá cả nhà. Cái cá mới mình không nó còn tươi luôn. Để lấy cái chảo khoảng 5 phút nha cả nhà, cho cá chảo bắt nước lên nặng kho ca nấu canh chua luôn. Dạ. Cá này mỡ đâu có nhiều không hay? Nãy trong bụng nó có một cục mỡ đó mà hai bỏ rồi. Dạ. Còn thịt không? Cắt bạc hà cho xong. Ốp đi, ốp cá để đó đi xong. Dạ. 5 phút hay bắt lên chảo kho. Bắt lên bếp kho. Cá này mình ướp được 5 phút rồi nè cả nhà. Giờ sẽ bắt lên kho nha. Hai cái cá còn tươi xanh luôn. Giờ nước cũng đã sôi nghe cả nhà, mình cho miếng gia vị vô. Gia nóng. Mình cho tí muối. Tí muối. Mình cho miếng bột ngọt. Cho cá vô. Trời ơi mấy thứ cá này Như. Mấy thứ cá này cả nhà. Thôi nó bự rồi nè, thịt phân. Mình nấu ba khứa với một miếng đầu. Tại vì có hai mỗi cháo à. Rồi cho cá nó săn lên cái mình dạo me. Rửa chậm hai chậm rửa đi không? Chậm. Cá này nấu chắc nó dai, nấu cũng hơi lâu á. Dạ. Tội nghiệp mấy người nuôi cá nha. Dạ. Nhận không dịch này ai cũng tội nghiệp á, nông dân là thấy tội nghiệp. Với mấy người trồng rẫy á. Dạ. Tội nghiệp. Bây giờ cá nó muốn chín rồi cả nhà, mình dạo nước me vô. Nấu canh chua giá bạc hè là nấu me gì nó mới ngon, me ngào này mới ngon. Nấu canh chua mà mình nêm nếm chua chua ngọt ngọt nó mới ngon. Dạ. Hôm nay có thể bỏ nhiều mà hai nêm đậm đà chứ. Rồi vậy con bỏ bạc hà vô đi. Bạc hà mình để vô trước nha cả nhà. Vô trước bạc hà nó chín. Nấu canh chua với giá này kia mình để bạc hà trước. Tại vì mình bạc hà nó nấu không có bấy. Nó chín nó giòn thôi. Hồi nãy cá nó chín rồi cả nhà, mình múc ra mình bỏ vô. Để mình bỏ vô nhiều quá cái mình sơ đó nó gã. Bây giờ mình cho bắp cải vô nha cả nhà. Cho phần nửa bắp cải thôi. Rồi bỏ khóm vô. Cho khóm vô luôn nha cả nhà. Khóm bỏ vô nó thơm. Thơm mùi canh chua. Có phải ăn canh chua khóm á. Dạo dạo chút đi mình bỏ cà chua vô. Dạ. Bỏ gốc rau cần vô luôn. Dạ.
Cái lá gạo cần hồi mình bỏ sao nha cả nhà. Tại lá gạo cần nó mau chín lắm. Mình nêm nếm gia vị xong rồi mình nhắc xuống được nha cả nhà. Dạ, chả trường ngon quá trời. Có hai bỏ cháo tính nó quá đó mà ra một đống rồi. Tại mình bỏ bỏi vô á. Dạ, để con để vô cá đi. Để hành vô cá. Để hai dẹp cái này nha. Dạ. Đây. Cá kho chín rồi nè cả nhà ơi. Đó, nhìn cũng hấp dẫn lắm chứ. Cho hành vô. Tiêu vô. Dạ. Xoay ọc ọc luôn. Cá kho tiêu mình cho tiêu nhiều một xíu. Ừ, nhìn hấp dẫn lắm mà hay ơi. Mình nói không? Nói. Để ra mà hai chặn chén luôn. Bữa nay đói bụng mà thấy tao canh chua thấy hấp dẫn. Dạ. Lấy bụng bếp con. Rồi mới với kem bụng chăn canh. Này cơm này, em mới cháu ăn tới mê luôn á. Quá cứ đồ cơm rồi. Dùng cơm với hai mấy cháu mình nha. Mà cả nhà nha. Nhà mình ăn cơm với lại cá kho gì ta? Cá kho tộ. Kho tiêu, kho tộ. Canh chua. Cá ba sa. Ủa cá ba sa không? Đúng rồi. Cá ba sa. Này. Con gấp cho con đi. Dạ. Mà cả nhà ăn miếng cá với mình nha. Canh chua nè, rồi chấp chưa. Cá miếng mắm. Mà cả nhà nha. Mà cái nhà ăn cơm chiều. Lúc này cũng 4 giờ đó. Dạ. Nóng. Nóng. Nóng à. Ăn nguyên cục cơm nóng rồi mà. Cơm nóng canh nóng. Mà cả nhà ăn miếng khóm với mình nha. Khóm với bắp cải. Ăn chung rồi. Mình nấu vô bỏ gì ăn đỡ ngán cả nhà. Ăn chua bỏ khóm vô nước thơm. Dạ. Đây là khóm mặt hàng. Để múc có khóm ha. Như là cá mông lao khoi lắm ha. Một cục luôn, một khứa cá bự. Con gấp con ăn đi. Hớ cá. Tại cá này nuôi lâu rồi, quá lứa rồi. Mà cả nhà ăn cá kho mà. Thịt đúng thơm quá không hai? Thơm. Mời cả nhà ăn cá kho với mình nha. Rất ngon. Nóng quá, con nào cũng nóng luôn. Cơm nóng, canh nóng, cá nóng luôn. Cái cá kho cả nhà mình kho trong cái nồi đất á. Nãy nhấc ra nó còn sôi luôn á. Nó còn sôi lâu hết sức luôn. Nóng quá. Chút xíu nữa chanh canh. Bây giờ nóng quá mình ăn bỏi trước. Dạ, rồi nóng rồi. Để em cắn mắm nè. Mắm cay cay. Nóng quá cả nhà. Vừa ăn vừa hỏi á. Chăm đi nước mắm nha. Đây. Đang lắm rồi. Liếm cục. Trời ơi. Sớ cá nó là gì nè cả nhà? Cái đó cục thịt trên cái lưng á. Dạ, con đi cục luôn. Thôi con đi nha. Dạ. Sớ sớ rồi mà ha. Ừ. Sớ sớ như cá mông lao á. Mình ăn con cá này mình nhớ ông bác Bảy nha. Nhớ bác Bảy nha. Cảm ơn ông bác nhiều quá em. Nhờ ông bác mà tài trợ bữa cơm chiều cho hai bữa cháo. Nay khỏi đi ra săn bắt gì hết. Nhưng mà hai con cá này với con cá hú. Với con cá dù đếm á. Nhìn nó giống giống nhau không?
Nhưng mà con cá cha hú là nó khác. Con cá cha hú á, cái đầu nó nhỏ mà nó tròn lắm. Cái thịt nó lạc hơn mấy con cá này. Có cái mềm hơn không? Đúng rồi, nó mềm hơn. Nó mềm hơn mà thịt nó lạc hơn. Mấy con cá này dễ à? Mấy con cá này thịt ăn ngon hơn cá cha hú. Con cá cha hú á, cái mình nó bự cả nào không vậy chân mà cái đầu nó cũng nhỏ xíu à. Đầu nó tròn do, tròn nhỏ xíu. Mỡ ha, con cá nó mỡ nhiều. Bụng nó mỡ không? Ừ. Hết cái kho chưa? Hết đã. Rồi con trang miếng nước coi. Cá thơm mặn mặn ngọt ngọt ngon không? Dạ. Có tiêu rẽ vô nó cay. Cái kho tiêu á mình cho tiêu với ớt nhiều nhiều cái nhà ăn nó thơm lắm. Ăn nó cũng thấy ấm luôn. Có thọ. Đồ ăn không cho mà sủa. Chút xíu đi. Bữa nay mấy thấy mấy con bé này nó lớn rồi nè. Mau lớn rồi. Thấy đồ ăn. Chút xíu mới ăn được. Con chó này mình kho mình nấu lẩu mắm cũng ngon. Dạ. Con hay ăn nhúng mắm hay là nhúng giấm? À. Nước lẩu giấm không ha? Lẩu mắm ngon. Chụm với dao này kêu con nhút mặt hà cũng được chứ điên điển á. Điên điển ngon nhúm ngon. Cơm bây giờ đỡ nóng rồi nè, nó hơi nguội nguội tí rồi. Cá kho nữa không? Con gấp cho con đi. Tại con chan canh này con không ăn cá kho được nè. Vô để vô lạc. Dưới hầm gà nước ở dưới kênh còn nhiều á. Bởi vì mình không có đi săn bắt gì hết trơn á. Không có đi săn bắt gì được. Hầm gà gì nước trong cái nhà. Rồi hai mẹ cháu cũng đi bắt cá này kia không được, đặt vớ không được. Nên là giờ YouTube cũng hơi khó á. Hôm nay mẹ cháu cũng hạn chế đi săn bắt. Cái nhà thông cảm nha. Giờ có gì nấu đó. Hôm nay rồi được ông bác cho được con cá này cũng hên á. Rồi hai mẹ cháu nó được bữa cơm chiều luôn. Cũng cảm ơn bác Bảy ha. Ngon lắm rồi đó. Mình nhiều lắm ha. Mình tán hồi chiều giờ mới ăn cơm á. Mấy năm trước á, tháng 9 tháng 10 này nè. Dạ. Cá người ta nuôi bè nuôi hầm á, cái nó ngập á. Dạ. Nó ngập á cái nó ra ngoài sông lớn á. Cái nước mà hơi cạn cạn lại á là mình đi là bắt ngốc luôn. Cái này nè nó bị sỏng ra không ha, nó bị nước ngập á. Ờ. Rồi nó ra. Ờ. Chắc nhiều quá người ta cũng hay ha. Ừ. Bể đê á. Dạ. Dịch này cái mấy công ty nó không có nhận lắm ha, chứ không thôi cá này là bán cho mấy công ty không đủ luôn á. Đúng rồi, mấy công ty mình ta xuất khẩu ra nước ngoài đó. Mấy năm trước mỗi lần nước rông là giật xuống ha, là một cái đi ra ngoài sông lớn á. Ừ. Là bắt cá này nhóc luôn à. Ở dưới sông trong mình à, cá lên không có giờ tới không à? Ít lắm con. Có trên miệng An Giang rồi đó. Là cá nhiều, còn ở dưới đây là ít cá đó lắm. Tới mùa này chỉ có cá rảnh thôi nhiều thôi. Tuy nhiên dùng dàm nam này kia mà cá nhiều lắm, mùa nó nổi nè. Người nãy đây là cá dảnh là nhiều lắm. Dạ. Cá dảnh với tôm á. Dạ. Tôm càng xanh đó không à? Ừ. Cho mấy nước nè. Hai cái nước ăn cho nhanh. Ngò ăn chín được con ngò ôm thơm vậy luôn. Thơm nè. Hôm trưa bỏ ngò ôm với quế là nó là đúng luôn á. Đi cho miếng nước có kho.
Công nhận con cá này nè, ăn ở dưới cái lượng nó béo quá trời luôn ha. Dạ. Đây nè, dưới cái lượng này nè, nó béo dữ lắm luôn. Giờ có hạch, giờ có mỡ giống như hạch ba gọi mình. Đúng rồi, nè, cả nhà, đây nè, cái lượng của con cá nè, nó quá trời béo luôn. Cái bằng nó là béo nhất của con cá luôn. Nó mỡ nè. Mời cả nhà nha. Thằng ngon nhất con cá. Mỡ nó dòm xuống đó. Có ăn bỏi. Bắp cải này kia mà. Trời ơi, nó hói được kìa. Xíu gì cho ăn cơm. Chà mấy nước canh vô canh nguội vô. Bác Bảy cho từ hồi sáng là cái mai hai lấy cái lòng bỏ xuống dưới á. Sợ nó chết đi, nãy đi chợ về á. Dở lên coi nó còn sống không. Ai về nó còn sống thiệt. Tưởng mai để túi lưới. Bự quá để không vừa không ha. Đúng rồi, bự quá để túi lưới nó không vừa. Bỏ vô cái lòng đó đó. Ăn cá nó mạnh. Cho tao ăn lên cá đi ngon. Ngon ha. Nó ăn chua đủ là bỏi cho ngon. Cứ hai miếng ớt nữa nè. Chờ bên đây. Ngon, ngon dầu luôn. Ngon quá mà. Hai chén hấp canh nữa. Ăn nữa không? Không, ngon quá, hai chén. Ăn ba chén đi đó. Hai ba chén. Thôi mới trước con chứ. Rồi vậy thôi mình kết thúc nha. Rồi. Cả nhà hôm nay hai mẹ cháu mình cũng có chia sẻ nấu canh chua với lại cá kho nha cả nhà. Thì nếu cả nhà có quý mến thì hãy đăng ký ủng hộ cho hai mẹ cháu mình nha. Giờ thì mình xin kết thúc clip tại đây. Hẹn gặp cả nhà ở clip sau. Tạm biệt cả nhà.